Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Một thủ thiếu niên hoa hạ nói, kích nổ giới âm nhạc. Tần dịp xuyên qua đến thế giới song song, trở thành trong nước đỉnh cấp học phủ cao tài sinh. Tốt nghiệp đêm trước, đạo sư bố trí một cái tên là Cổ văn học truyền thừa cùng phát triển luận văn đề thi. Tần dịp dứt khoát tiến vào giới ca hát. Bằng vào một bài hát, thiếu niên hoa hạ thuyết, nóng bỏng cả nước. Sau đó, Yên Vũ Giang Năm xích linh nhân quốc túy thanh hoa sứ thất lý hương đẹp nhất từng ca khúc như thơ như họa chấn động toàn mạng khi tần diệp dùng đề thi lúc trước thầy giáo đưa làm đề tài biện luận văn tốt nghiệp của mình tất cả ca sĩ đều khóc mổ thiên vương nói cách khác tần diệp cướp đi ta ca vương danh hiệu chỉ vì hoàn thành đạo sư bố trí bài tập mổ đỉnh lưu cho nên tần diệp thay thế ta trở thành quốc nội đệ nhất đỉnh lưu cũng là bởi vì cái này nào đó giải thưởng cảm tạ đạo sư một thiên luận văn thành tựu hoa ngữ giới âm nhạc một hiệp hội văn học cổ để cảm ơn thầy hướng dẫn đã làm cho văn học mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một cổ văn học truyền thừa cùng phát triển cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio mùa hè nắng chói chang Đại học Marina. Là trường đại học xếp hạng top 5 trong nước, là trường đại học cao đẳng mà vô số sinh viên nằm mơ cũng muốn vào. Điểm số mỗi năm đều cao đến thái quá. Chắc chắn rồi. Cũng không phải mỗi chuyên ngành đều nổi tiếng như vậy, có một chuyên ngành tương đối ít được chú ý, điểm số cũng tương đối thấp. Đó chính là chuyên ngành Văn học Hán ngữ, thuộc về khoa Trung văn. Rất nhiều sinh viên chuyên ngành này đều không thi đậu chuyên ngành khác lựa chọn chuyên ngành phục tùng điều phối cưỡng chế hoãn lại. Cho nên, điểm số phải ít hơn khoảng 30 điểm so với các chuyên ngành hàng đầu khác. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Trong phòng học năm ba, thầy hướng dẫn bố trí nhiệm vụ trên sân khấu. Tiểu dịp tử, tỉnh dậy, thầy giao bài tập rồi. Một nam sinh vừa nằm xuống không lâu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo mê mang. Sau đó, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu, để cho hắn hiểu được tình cảnh lúc này ta đây là xuyên qua tần diệp lẩm bẩm nói hắn nhanh chóng hiểu được tình huống của mình đinh kiểm tra đo lường được ký chủ thích hợp hệ thống ca thần nạp vào nạp hoàn thành chúc mừng chủ ký sinh đạt được tân thủ đại lễ bao một phần phải chăng mở ra hệ thống xuyên việc mà đến tần diệp đối với hệ thống cũng không xa lạ gì lại là cùng âm nhạc có quan hệ hệ thống phải biết rằng, kiếp trước hắn chính là một người chế tác âm nhạc, trở thành một ca sĩ chân chính vẫn là giấc mộng của hắn. Mở gói quà lớn ra. Chúc mừng ký chủ thiên nhiên bách biến thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được ca công cấp cung điện. Tần dịp cảm giác một cổ dòng nước ấm tại thân thể xuyên qua, chính mình giống như cùng trước có chút bất đồng. Vừa lên đã là hai thứ trâu bò như vậy, nội tâm của hắn có chút kích động. Đúng lúc đó lão sư trên đài lại ho khang một tiếng nói tiếp theo là trọng điểm có liên quan đến vấn đề các em có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không tần diệp cũng hơi thu hồi tâm tư muốn nghe đạo sư muốn nói gì sang năm các con sẽ chính thức hoàn thành việc học đi vào xã hội tự nhiên không thể tránh khỏi hạng mục luận văn tốt nghiệp này nơi này trước tiên bố trí cho các con một đề tài luận văn nghỉ hè để các con luyện tập một chút nói xong Thầy hướng dẫn cầm phấn viết xuống mấy chữ to trên bảng đen. Phương hướng kế thừa và phát triển của văn học cổ trong hiện đại, các học sinh thấy đề tài này, sắc mặt đều quái dị. Thành thật mà nói, trong thời đại thông tin ngày nay, văn học cổ điển đã rút khỏi dòng chính của thời đại. Càng không có khả năng lại xuất hiện đại văn hào nổi tiếng thiên cổ như Lý Đỗ. Đối với người bình thường mà nói, trung học phổ thông chính là đỉnh cao trình độ văn học cổ điển của một người điều này còn nhờ vào giáo dục bắt buộc của quốc gia bối cảnh thời đại như vậy nói gì đến truyền thừa và phát triển vẫn còn chỉ là viết một thiên luận văn mà thôi cũng không phải thật sự muốn thực hiện hắn nói bừa là được mọi người cũng không để ở trong lòng chỉ có tầng dịp tâm tư trăm chuyển đạo sư bố trí bài tập rất nhanh làm cho hắn liên tưởng đến kiếp trước một đại âm nhạc chủng loại quốc phong âm nhạc rất nhiều thơ từ cổ đẹp như tranh được truyền bá rộng rãi dưới hình thức như vậy. Mà kiếp này, ở tiền thân trong trí nhớ, giống như không có bất kỳ phương diện này trí nhớ. Đại đa số đều là một ít anh yêu em, em yêu anh các loại tình ca. Hơn nữa, kiếp trước mấy vị rất có tính đại biểu quốc phong thiên vương ở kiếp này cũng không xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng hắn vừa động. Thầy hướng dẫn trên sân khấu sau khi giảng giải một chút về cách thức luận văn, liền tạm biệt học sinh. Được rồi, tiết học hôm nay chỉ đến đây thôi, ta biết các ngươi đều có kế hoạch của riêng mình. Đề thi luận văn này cho các em luyện tập cũng không vội, các em từ từ viết, viết xong giao cho anh, anh chỉ đạo cho các em, đặt nền móng cho luận văn tốt nghiệp của các em, tan học. Các học sinh vội vàng đồng ý, sau đó vừa nói vừa cười rời khỏi phòng học. Lớp tầng dịp này tổng cộng có 42 học sinh, trong đó 11 nam sinh, còn lại tất cả đều là nữ sinh. Tuy rằng, Mọi người là cùng nhau rời khỏi phòng học, nhìn rõ ràng nhìn ra bất đồng vòng tròn. Lúc này, sáu năm sinh đi cùng một chỗ, bọn họ là một ký túc xá. Các cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không? Một năm sinh hỏi. Nam sinh có biệt danh Hầu Tử hơi ngại ngùng, nói: "Sau khi tốt nghiệp tôi chuẩn bị làm giáo viên, lần này liên hệ với một trường học miền núi, muốn đi dạy học, tích lũy kinh nghiệm một chút." Tất cả mọi người gật đầu chỉ có một năm đại học sinh hoạt tại thời khắc mấu chốt này đại bộ phận người chỉ có ba loại lựa chọn một là đi thực tập trong xã hội hai là chuẩn bị thiên nhiên cứu sinh dù sao môi trường làm việc chuyên nghiệp của bọn họ cũng không tốt lắm cuối cùng chính là thuộc về loại người chơi bời lêu lỏng dù sao cũng không chuẩn bị dựa vào chuyên nghiệp mưu sinh kiếm được bằng tốt nghiệp đại học tân hải vẫn là rất thơm cứ như vậy được chăng hay chớ tôi cũng chuẩn bị đi thực tập liên hệ với một công ty truyền thông làm biên tập thực tập tôi gửi sơ yếu lý lịch cho công ty du lịch muốn đi làm kế hoạch văn án trò chơi du lịch công ty là đỉnh cấp trò chơi công ty hơn nữa lấy cổ phong trò chơi làm sở trường bên trong một ít văn án quả thật cần hiểu cổ văn học người hoàn thành em có một người anh trai làm việc ở đài truyền hình kỳ nghỉ hè này anh ấy sắp xếp cho em đi thực tập sau này muốn làm người dẫn chương trình lại một người nói trâu bò một nam sinh mặc một tiếng hàng hiệu giơ ngón tay cái ra lúc này một tiếng cười nhẹ vang lên cách đó không xa là ở ký túc xá bên cạnh ha ha vậy các ngươi cần phải cố gắng lên chờ chúng ta hết sức chịu đựng đi ông đùi các ngươi nhìn như là một câu nói đùa nhưng nghe ở trong tay mọi người lại chói tai như vậy hai ký túc xá tuy nối liền với nhau nhưng người theo bầy vật theo loại tụ bọn họ cái này ký túc xá đều là một đám người chơi vui mà sát vách cái kia ký túc xá nam sinh đều là một đám học bá năm người này dường như đều chuẩn bị thiên nhiên cứu sinh bình thường ở phương diện này trang bức không ít hai bên nhân mã mặc dù là cùng một bang nhưng cũng chơi không được cùng một chỗ lúc này đối phương nói ra lời này ít nhiều có chút âm dương quái khí các cậu cũng phải cố gắng lên năm đại tài tử đại biểu cho hy vọng của nam sinh nhưng cũng đừng có áp lực vạn nhất không thi đậu, các cậu có thể tới công ty tôi làm việc. Nam sinh đẹp trai cũng cười nói. Nam sinh vừa rồi, vội vàng nói. Vậy, chúng ta về ôn tập trước, học kỳ sau gặp, anh Long xin lỗi. Người đối diện hiển nhiên cũng kiên kỵ nam sinh đẹp trai, không muốn đấu võ mồm ở chỗ này. Sau khi đi xa, mấy người đều cười ha ha. Nói thì rất cao thượng, vừa biên tập vừa lên kế hoạch, còn có đài truyền hình kỳ thật chính là đi làm chân chạy ha ha chuyên ngành này của chúng ta không thiên nghiên cứu sinh căn bản không có tiền đồ bằng tốt nghiệp đại học còn không đáng giá bằng các chuyên ngành trọng điểm khác để bọn họ đi trước bị xã hội đánh đập chờ 10 năm lại xem đến lúc đó chênh lệch vừa nhìn là hiểu ngay lý long câu kia ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền thối giả bộ cái gì nói không chừng ba nó ngày nào đó sẽ đóng cửa đến lúc đó nó sẽ biết mình có bao nhiêu vô năng mấy người có chút chua xót. Trở lại ký túc xá tầng dịp. Anh Long, một phú nhị đại như anh có cần bực bội với họ không? Họ đọc đến chết cũng không có tiền. Một người cười nói. Lại nói, ngươi nghĩ hè có kế hoạch gì sao? Lý Long câu nghe vậy, cũng không đem mấy cái kia tự cho là thanh cao, bạn học, để ở trong lòng. Hắn tuy rằng không thuộc về đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng trong nhà tài sản cũng đủ người bình thường kiếm mấy đời tôi còn có thể làm sao bây giờ làm công là không thể làm công cả đời này cũng không thể làm công đọc sách lại không vào được chỉ có thể mang theo vợ đi du lịch như vậy lý long câu tùy ý nói mẹ kiếp mọi người đồng loạt giơ tay ra hiệu thông dụng quốc tế cho hắn này mẹ nó hâm mộ ghen tị hận a à, lý long câu cũng là ký túc xá bọn họ duy nhất có bạn gái người tiểu diệp tử con thì sao có phải con lại muốn đi làm thêm không? Nếu không, mẹ nói với ba mẹ một tiếng, con đến công ty chúng ta làm việc đi, so với nơi khác tốt hơn. Lý Long Câu nhìn về phía Tần Diệp duy nhất chưa từng mở miệng. Cả hai đều biết rằng cha mẹ Tần Diệp đã bất ngờ qua đời khi anh học trung học. Có lẽ bởi vì gia cảnh không tốt, Tần Diệp cũng là ký túc xá bọn họ duy nhất nghiêm túc đọc sách người. Bởi vì anh phải kiếm được học bổng để tự mình học đại học. Không chỉ như thế, vào ngày nghỉ đông và nghỉ hè, anh còn phải đi làm thêm. Mấy người đều đối với Tần Diệp có chút động tình, bình thường cũng rất chiếu cố đối phương. Có lẽ tôi sẽ nghĩ cách trở thành ca sĩ. Tần Diệp thành thật trả lời. Mọi người trong nháy mắt hóa đá. Chương 2 Ta thật chỉ là một tên đệ tử, cậu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu Diệp tử, cậu thật hài hước. Lý Long Câu im lặng nói. Những người khác chỉ trầm mặt, cũng không nói thêm gì. Ở trong lòng bọn hắn, Tần Diệp có thể là lòng tự trọng quấy phá, vì mặt mũi không muốn nói cho bọn hắn biết chính mình chân thật nơi đi, cho nên mở một trò đùa. Họ cũng không muốn vạch trần. Tần Diệp cũng lười giải thích. Được rồi, ngày cuối cùng, tối nay không say không về. Nói xong, anh lại nói với cô gái cách đó không xa. Có ai muốn giao lưu không? hôm nay bản thiếu gia mời khách. Được. Long ca thật đẹp trai. Một số nữ sinh cười rộ lên. Để nhất tuyến chính nhiệm vụ tuyên bố. Toàn dân âm nhạc nhân. Mời ký chủ tại toàn dân âm nhạc nhân bên trên thu hoạch được 100 vạn nhân khí, đem thu được khen thưởng. Tần dịp sửng sốt. Hệ thống khen thưởng hắn vừa rồi lĩnh giáo qua, có thể nói biến thái, chính mình thế tất yếu tranh thủ một chút mà toàn dân âm nhạc nhân hắn cũng biết là vật gì, thế giới này một khoản bạo hỏa âm nhạc chương trình giải trí. Chủ lực liền giống như tên của nó, toàn dân âm nhạc, được xưng không có bất kỳ màn đen nào. Hiện tại là giai đoạn thử giọng. Xem ra nghĩ hè mình có chuyện có thể làm. Trăm vạn nhân khí sao? Hẳn là không quá khó khăn. Những ngày này. Tần dịp sau khi tạm biệt bạn cùng phòng một mình đi tới Ma Đô, tìm một gian phòng ở một thôn thành trung thuê lại. Căn phòng đơn hơn 10 mét vuông, ban ngày không nhìn thấy ánh mặt trời này, tiền thuê mỗi tháng cao tới 1.300 tệ, còn phải áp một trả một. Sau khi mua chút đồ dùng hàng ngày đơn giản, bố trí một chút, miễn cưỡng có thể ở được. Lại tìm một phòng thu âm nhỏ, tốn 2.000 tệ biên soạn, không có biện pháp hắn biết biên soạn nhưng xảo phụ không bột đố gột nên hồ. Đây là hắn có kè mặt cả với ông chủ cuối cùng lấy ra thẻ sinh viên ông chủ mới bất đắc dĩ đáp ứng quá trình biên soạn tần diệp càng tự mình tham dự tiểu huynh đệ ngươi gạt ta phải không ông chủ nghi hoặc nói sao lại nói như vậy tần diệp có chút mơ hồ cậu học hán ngữ văn học sao có thể hiểu biên khúc như vậy thẻ sinh viên của cậu là giả nói thật cậu là nghệ sĩ của công ty nào cũng quá keo kiệt ông chủ chăm chọc một tiếng thật sự là tần diệp đối với khí giới nắm giữ có chút kinh nghiệm đến hắn không có chút bản lĩnh âm nhạc tuyệt đối không làm được điểm ấy tần diệp nói lão bản ta thật sự là cái học sinh ngươi xem cái nào công ty giải trí sẽ vì mấy trăm một ngàn đồng tiền làm loại chuyện này lão bản ngẫm lại cũng là như vậy hắn đảo mắt tiểu huynh đệ ngươi này âm nhạc tài hoa không xuất đạo có chút lãng phí nếu không ta cho ngươi giới thiệu một chút công ty quản lý cậu cũng biết, thời đại này, không có công ty quản lý muốn thành danh là chuyện không thể nào, tôi giới thiệu bảo quản đáng tin cậy. Giỏi lắm. Đây là phòng thu âm hay trung gian. Tần Diệp trực tiếp cự tuyệt. Sau khi hoàn thành biên khúc thì cáo từ rời đi. Ông chủ còn chưa từ bỏ ý định, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Tần Diệp. Tiểu huynh đệ, đây là danh thiếp của ta, muốn ra mắt thì cứ liên lạc với ta. Được rồi tần diệp hào phóng nhận lấy danh thiếp bỏ vào túi rồi rời đi ông chủ sơ cầm tần diệp sao anh nhất định sẽ tới tìm tôi hắn tự tin nói dựa theo hắn suy đoán tần diệp tuy rằng chuyên ngành không phải âm nhạc nhưng tuyệt đối học qua âm nhạc hoặc là biên khúc mà vừa rồi hắn từ cách ăn mặc và đối thoại của đối phương suy đoán điều kiện gia đình đối phương không được tốt lắm có thể muốn tự mình hát trên mạng khi nổi tiếng trên mạng hắn cảm thấy tần diệp vẫn là quá trẻ tuổi hiện tại cái xã hội này mặc dù là võng hồng không có đoàn đội bao bì cũng không có khả năng nổi danh những người nổi tiếng trên mạng được xưng là không có đoàn đội đều là gạt người đây là một thời đại tư bản chủ đạo giải trí chờ tần diệp vấp phải trắc trở về sau tìm được chính mình lấy đối phương âm nhạc tài hoa chính mình nói không chừng có thể kiếm lấy tương đối cao phí giới thiệu bài hát vừa rồi mặc dù không nghe được biểu diễn đầy đủ nhưng chỉ luận biên khúc, coi như phi thường không tồi. Nghe có vẻ rất thoải mái. Chỉ là không biết kỹ thuật hát của chàng trai này thế nào. Bên kia. Tần dịp lại ở trên đường mua một bộ trang phục tra hồn. Nhìn lại số dư trong điện thoại di động, chỉ còn lại 1 bảy tệ. Số tiền này, nhưng tiền thân tích gấp từng tí một nhiều năm, xem ra cho dù là ăn mặc tiết kiệm cũng kiên trì không được bao lâu xem ra phải tìm nghề phụ mới được không đợi tham gia tuyển chọn đạn của mình hết rồi tần dịp có chút chán nản tiền trong tay hắn ngay cả biên khúc bài hát tiếp theo cũng không làm được cũng hơi hiểu được lời của ông chủ phòng thu âm làm nghề này quả thật đốt tiền đây là tình huống hắn từ sáng tác đến biên khúc đều tự mình vận động đổi thành ca sĩ khác sáng tác soạn nhạc biên soạn đều phải tốn một số tiền lớn không có công ty quản lý Người bình thường thật đúng là chơi không nổi. Chương 3 Bại lộ trình độ văn hóa tiểu thịt tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong một căn phòng lớn Nơi đây đang tiến hành tuyển chọn khu vực ma đô toàn dân âm nhạc nhân Đối diện với ống kính là một tấm áp phích khổng lồ Bốn vị giáo sư cũng đều đến hiện trường Tuyển chọn chỉ cần một giáo sư cho qua Tuyển thủ này có thể tham gia chính thức ghi hình chọn bốn vị giáo sư này cũng có chú ý, một tiểu thịt tươi lưu lượng vô địch, đã là tiêu chuẩn của loại chương trình giải trí này. Loại tiểu thịt tươi này cơ hồ đều là tướng mạo phi thường đẹp trai, trải qua công ty số tiền lớn đóng gói ra, hát mấy ca khúc, quay chút cảnh liền hót cả nước. Thuộc loại đó, bạn biết anh ta là ai, nhưng không phải phan não tàn không nói ra anh ta có những tác phẩm nào. Ba người còn lại, đều là ca sĩ trung niên có thực lực cuộc thi này tuy không phải là chương trình chính thức nhưng để nâng cao nhiệt độ của chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên đấu âm trong chương trình cũng sẽ chọn một số đoạn đặc sắc để quảng bá nhưng làm nhiều kỳ tuyển chọn như vậy tổ tiết mục cũng thay đổi phương châm chuyên chọn những người hát cực độ kéo sụp biên tập bởi vì họ phát hiện ra rằng việc cắt nối như thế này lưu lượng truy cập cao hơn đương nhiên bọn họ cũng là bất đắc dĩ thật sự khó có thể gặp được loại hiện trường kinh diễm này rất nhiều tuyển thủ dự thi đều làm cho tổ tiết một hoài nghi nhân sinh. Anh có chắc không đến đây để phá đám không? Chạy điệu, phá âm đó là chuyện thường như cơm bữa, hết lần này tới lần khác còn một bộ dáng cực độ tự tin. Này không, vị này đang biểu diễn người, đều làm cho hiện trường tất cả mọi người khó chịu. Anh hát, còn là bài hát của một vị giáo sư tại hiện trường. Phòng truyền hình trực tiếp hơn 10 vạn người, cũng nổ tung. Đậu má, da trâu này, Mau nhường qua đi. Không có vị đại thần này, tôi không xem chương trình này. Ha ha, tin tôi đi, chỉ cần vị đại thần này thông qua, tỷ lệ người xem nhất định sẽ bùng nổ. Ta thích nhất hắn kia say mê trong tiếng hát của mình ánh mắt, nhìn xem, còn nhắm mắt lại, cao âm đến rồi. Lúc này, một đoạn cao âm xuyên thủng màn nhĩ rung động đột kích. Dừng lại. Âm thanh hiện trường vang lên, âm nhạc dừng lại, thí sinh cũng ngừng biểu diễn. Cảm ơn anh đã biểu diễn, cũng hy vọng lần sau anh đừng hát bài của tôi nữa." Một giọng nam dễ nghe vang lên, là thanh âm của một vị đạo sư, mặc dù vẫn là ống kính của học viên, khán giả cũng biết là ai đang nói chuyện. Tuyển thủ lại có chút kích động, nói: "Thầy Lý Triết, em thích thầy 10 năm rồi, mỗi lần đi KTV em đều chọn bài hát của thầy, bài hát này em luyện rất nhiều ngày. Ta cảm ơn ngươi." Phong phát sóng trực tiếp nghe thanh âm nghiến răng nghiến lợi này, đều đặc biệt cười điên rồi. Ha ha, có thể cho anh triết tôi một ống kính được không? Tôi muốn xem. Tôi đoán lúc này mặt triết ca nhất định là như vậy. Anh triết. Em cảm ơn cả nhà anh. Xem hài kịch, còn phải xem toàn dân âm nhạc nhân hải tuyển. Phong truyền hình trực tiếp vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, học viên vẫn là vẻ mặt không cam lòng rời khỏi phòng. Lại một nữ thí sinh đi vào, một bài hát hát đó là xé tim xé phổi. Có giáo sư chịu không nổi, trực tiếp kêu dừng. Bốn vị đạo sư, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội, ta thổi nhỏ cha mẹ đều mất, là bà nội một tay đem ta nuôi lớn, nàng thích nhất nghe ta ca hát, ta tới tham gia tiết mục tâm nguyện chính là muốn ở trên tivi ca hát cho nàng nghe. Bốn vị đạo sư cảm giác mình đau gan. Một tháng này hải tuyển, đây đã không biết là cha mẹ thứ mấy đều mất thật sự là ngưu quỷ xa thần gì cũng có. Xin chào, tôi rất thông cảm với những gì đã xảy ra với bạn và hy vọng bạn có thể luyện tập kỹ thuật hát của mình nhiều hơn và cố gắng vượt qua các cuộc thử giọng vào năm tới. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Khán giả trong phòng truyền hình cũng không biết nói cái gì cho phải. Thứ này, người nói nàng là bán thảm đi, cũng không thể một gậy đánh chết một đám người. Cậu nói không phải bán thảm chứ, trong tuyển thủ sẽ không có một người hạnh phúc không phải thiếu cha mẹ thì là thiếu tình yêu. Đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể nghe. Từ tiểu vân thở dài một tiếng. Cô chính là nữ hướng dẫn viên vừa rồi phát biểu, năm nay 30 tuổi, cả người tản ra mị lực thành thục, tao nhã. Cũng hoàn toàn xứng đáng là ca sĩ phái thực lực, cầm rất nhiều giải thưởng lớn lấy được mềm tay, thuộc về siêu cấp một đường. Bình thường, hải tuyển đều là ngư lông hỗn tạp, mỗi ngày trên trăm người, muốn đều hát tốt, vậy mới kỳ quái. Lý Triết bình tĩnh nói. Không lâu sau, lại một nam sinh đi vào, quần áo sạch sẽ khéo léo, tướng mạo phi thường đẹp trai, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mấy vị đạo sư đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tướng mạo đơn luân, khí chất ngôi sao đã có sẵn. Tiểu thịt tươi vương lâm hàng nhìn thoáng qua tin tức trên bảng. Anh là tuyển thủ số 16, Tần Hoa. Tần Diệp nhướng mày, thần sắc nghiêm túc nói. Diệp, vương lâm hàng nhíu mày tần hoa dịp khán giả hai mắt nghe hai người nói chuyện hai mắt mơ hồ ta mẹ nó vì tiểu ca ca này đẹp trai như vậy làm sao cảm giác không quá thông minh việc có phải ý của jess không đây là một người nước ngoài không đúng người nước ngoài đọc jess sao có thể phát âm nặng như vậy mộng bức dưới tàn cây mộng bức quả mộng bức dưới tàn cây ngươi cùng ta mà hiện trường Vương Lâm Hàn đã không thể nhìn được nữa, hắn cảm thấy Tần Diệp quá kiêu ngạo, cả giận nói. Tôi hỏi cậu có phải là tuyển thủ số 16 tầng hoa không, cậu với cái gì chứ? Ba vị đạo sư bên cạnh muốn nói gì đó, lời đến bên miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy. Chỉ có Tần Diệp bất đắc dĩ nói. Thầy, em tên là Tần Diệp. Y e Diệp. Im lặng. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ đạo diễn hiện trường đang uống nước, một ngụm nước trực tiếp phun ra. Màn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp sau khi tạm dừng, trong nháy mắt nổ tung. Là bởi vì chữ diệt này sao? Đậu má, lão tử ngộ, cười phun. Ha 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 ha. Nói cách khác, vừa rồi hàng hàng đọc sai tên tuyển thủ. Không biết chữ. Ha ha ha. Em trai ông đây lên trung học cơ sở, đều biết chữ này, vương lâm hàn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở bình tĩnh bình tĩnh loại này tiểu thịt tươi bình thường mười mấy tuổi liền xuất đạo có thể đọc bao nhiêu sách lần này mất mặt đến nhà bà ngoại nhưng học viên này cũng nguy hiểm mới vừa lên đã đắc tội với đạo sư rồi các loại thanh âm trào phúng bá bình tiểu thịt tươi tuy rằng lưu lượng cao nhưng tiếng mắng cũng không nhỏ có bao nhiêu phan não tàn thì có phan đen gấp bội hiện trường sắc mặt Vương Lâm Hàn đã ứng hồng. Hắn đột nhiên nhớ tới, giới giải trí không phải có một vị nổi danh nghệ sĩ trong tên cũng mang theo chữ này sao? Lần này mẹ nó lật xe rồi. Hắn oán hận nhìn thoáng qua tầng dịp, đã đem đối phương ghi vào sổ nhỏ. Đợi lát nữa nếu ngươi hát xong, coi như ta thua. Vương Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh từ tiểu vân thấy thế, giải vây nói. Tần dịp, ngươi trước đơn giản giới thiệu một chút chính mình cùng ngươi muốn biểu diễn ca khúc tần diệp gật đầu chào bốn vị thầy tôi là tần diệp đến từ tân hải là sinh viên năm ba đại học tân hải học chuyên ngành văn học hán ngữ ta mang đến ca khúc là một ca khúc nguyên gốc gọi thiếu niên hoa hạ nói cải biên từ một trăm hai mươi năm trước nước ta vĩ đại chính trị gia nhà tư tưởng nhà văn lương khải siêu cùng tên tán văn thiếu niên hoa hạ nói hiện trường lại lặng nhắc như tờ. Mọi người là hai mắt mộng bức. Đại học Tân Hải là sinh viên ưu tú của một trường đại học cao cấp như vậy. Bài hát gốc. Còn nữa, Lương Khải Siêu đã từng nghe qua, nhưng thiếu niên hoa hạ thuyết này là cái quỷ gì? Rất nổi tiếng sao? Lần đầu tiên Tần Diệp xuất hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Chương 4 Thiếu niên trí thì quốc trí. Thiếu niên mạnh thì quốc bạn đang nghe tại truyện chấm audio khán giả trong phòng truyền hình cũng bối rối như vậy lời tần diệp nói bọn họ đều hiểu lương khải siêu cũng từng học trong sách giáo khoa lịch sử nhưng thiếu niên hoa hạ thuyết tinh túy nhất này cũng không phải rất nổi tiếng nguyên bản còn đang trào phúng mạng đạn của vương lâm hàn phong cách đột biến đại học tân hải văn học hán nữ thiếu niên hoa hạ thuyết người anh em này là tới trình diễn văn hóa sao người nói sai rồi cái này mẹ nó là tới đập phá, ta nghiêm trọng hoài nghi cái này tần diệp cũng không phải hắn tên thật, hắn là cố ý tới trào phúng đạo sư văn hóa, không biết là ai hát phấn. Giờ hai chân tán thành, người văn hóa tài cao, luôn có hành động kỳ lạ cổ quái tự cho mình là thanh cao. Tuy rằng tôi không biết thiếu niên hoa hạ thuyết là cái gì, nhưng tôi không tin một cổ nhân viết văn chương hát thành ca có thể dễ nghe. Vừa đổ nương trở về, mật mật ma ma cổ văn, hoàn toàn xem không hiểu cái này tần dịp chính là đến soát tồn tại cảm dám định xong một số cư dân mạng thấy thế cũng nhao nhao độ nương mật mật ma ma mấy ngàn chữ làm cho bọn họ nhìn lướt qua cũng không có dục vọng nhìn tiếp họ không tin rằng nó có thể tạo ra một bài hát hay cho dù có thể biên soạn thành ca khúc ca khúc dài như vậy không tới nửa giờ có thể hát xong mặc kệ văn bằng tần dịp cao bao nhiêu đã bị dán nhãn lấy lòng mọi người hiện trường mấy cái đạo sư tựu không may mắn như vậy bọn họ ngượng ngùng cầm di động lục soát trong lúc nhất thời cũng tiếp không được tần diệp lời nói nữ giáo sư phùng dung lớn tuổi nhất bối phận cao nhất mỉm cười đối với tần diệp cũng sinh ra hứng thú chàng trai cậu không phải là người đầu tiên sáng tác ca khúc tại buổi thử giọng nhưng vận khí của những người trước đó không tốt nghe phùng dung nói một số người nhớ lại cái gọi là ca sĩ nguyên gốc đó gọi là một cái vô cùng thê thảm Bài hát dùng từ chống nhân loại để hình dung cũng không quá đáng. Tần Diệp gật đầu, nói. Hy vọng mấy vị đạo sư có thể thích. Phùng Dung nhìn hắn bộ dáng tự tin, mơ hồ cảm thấy cùng trước học viện, mê chi tự tin, có chỗ bất đồng. Làm ơn bắt đầu hát đi. Cô cũng rất tò mò, một bài thơ cổ làm sao hát thành một bài hát. Vương Lâm Hàn thì cười quỷ mị, hắn đã chuẩn bị tùy thời kêu dừng. Trên sân khấu tần dịp gật đầu với chuyên gia âm thanh ý bảo mình đã chuẩn bị xong sớm thôi nhạc nền vang lên cũng không phải giai điệu trong dự đoán của mọi người mà là một tiếng trống tuyên truyền giác ngộ tiếp theo chính là một đám thiếu niên phát ra thanh âm thanh âm non nớt đang vào nhau khí thế mười phần thiếu niên trí tắc quốc trí thiếu niên phú tắc quốc phú thiếu niên mạnh thì nước mạnh thiếu niên tự do thì quốc gia tự do Tất cả mọi người nghe thanh âm non nớt lại nhiệt huyết này, đều chấn kinh. Trong nháy mắt sởn gai ốc. Bọn họ trước trào phúng tần dịp cầm một cái ít được chú ý cổ văn đến khoe khoang, hiện tại bị hung hăng đánh mặt. Cái này mẹ nó ít được chú ý ở chỗ nào? Tin tưởng chỉ cần là người hoa hạ đều nghe qua lời này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa còn là loại thâm nhập cốt tủy. Đậu má. Đây chính là thiếu niên hoa hạ nói mẹ nó cái này ai chưa từng nghe qua đây là lương khải siêu tiên sinh viết tôi còn tưởng là người hiện đại sáng tác ra t nổi da gà lên hết rồi mẹ nó mẹ nó con mẹ nó ngay cả vương lâm hàng tốt nghiệp tiểu học cũng từng nghe qua từ này sao chưa từng nghe qua không xứng làm người trung quốc mẹ nó tăng tư thế ta đi Ngôn ngữ quen thuộc này có từ 120 năm trước. Gia đầu tê dại. Đương nhiên, còn có một ít người vừa rồi tìm tội qua thiếu niên hoa hạ thuyết không tin, bọn họ lúc trước cũng không thấy được cái này làm cho người ta huyết mạch thiêu đốt ngữ lục. Cả đám lần thứ hai dùng độ nương tìm ra văn chương, nhất loạt bắt đầu bắn phá. Nhưng mà, lúc này một đoạn tiếng sáo du dương vang lên, phối hợp với tiếng trống cùng với tiếng hợp sướng khí phách của thiếu niên, chỉ làm cho người ta cảm giác một cổ nhiệt huyết xông thẳng vào trong đầu. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên phú tắc quốc phú, thiếu niên mạnh thì nước mạnh, thiếu niên tự do thì quốc gia tự do. Đạo sư vốn còn có chút nghi hoặc, lúc này ánh mắt bị khiếp sợ thay thế. Lúc trước Tần Diệp nói, từ này là Lương Khải Siêu viết, nhưng ca khúc này lại do chính hắn biên soạn. Vốn cho rằng chỉ là một chuyện cười, hiện tại xem ra ý nghĩ lúc trước của bọn họ mới là chuyện cười. Thằng Hề là chính mình sao? Toàn bộ biên khúc, khi thiếu niên hợp sướng, phối hợp với tiếng trống rung động lòng người kia. Mà ở giữa, xen kẻ chính là tiếng sáo cùng một ít nhạc cụ cổ điển, cái loại kích tình cùng nhu tình hỗn hợp này, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Quả thực là thần tiên biên khúc. Nguyễn chuyển hàm xúc giống như một dòng nước nhỏ, biên khúc này lợi hại, trước không nói kỹ thuật hát của bản thân hắn như thế nào, chỉ một đoạn mở đầu này, ta đã muốn giữ hắn lại, là một mầm non tốt. Phùng Vân khiếp sợ nói. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị tra tấn một buổi sáng, rốt cục gặp được âm nhạc khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Phòng truyền hình trực tiếp nổ tung. Nhất là một số người tìm được xuất xứ ca khúc, lại càng kích động vô cùng. Tôi tìm được rồi, ở phần cuối cùng của thiếu niên hoa hạ thuyết, mẹ nó, da đầu tê dại từ nghe nhiều nên thuộc này, cư nhiên xuất phát từ hơn 100 năm trước. Mết, máu chốt còn rung động như vậy, dễ nghe như vậy, còn chưa bắt đầu da đầu ta đã nổ tung. Vừa rồi nghe người phía trước hát, đều sắp ngủ rồi, hiện tại nhiệt huyết sôi trào, làm sao bây giờ? Chết tiệt, ta đều có chút chờ mong cái này tận dịp kế tiếp biểu diễn, sẽ dựa theo nguyên tự đến hát sao. Lúc này, các loại cảm xúc của người trong phòng truyền hình trực tiếp hiện lên trong đầu có khiếp sợ, có nhiệt huyết, có chờ mong, tóm lại thập phần phức tạp. Mà phòng truyền hình trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng gia tăng, hiển nhiên một ít đi ngang qua phòng truyền hình trực tiếp người đều lựa chọn lưu lại, xem kế tiếp biểu diễn. Chương 5 Thiếu niên hoa hạ nói Rung động cùng xúc động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dưới sự chờ mong của muôn người, Tần Diệp rốt cục cầm lấy microphone trong tay Đến rồi, đến rồi là thần hay là quỷ liền xem cái này vừa lên tiếng một số người nhìn chằm chằm vào màn hình tiếng hát vang lên mặt trời đỏ mới lên kỳ đạo đại quan hà xuất phục lưu nhất tả vương dương tìm long đằng nguyên lân trảo phi dương nhũ hổ khiếu cốc bách thú chấn hoàng à, 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 à. trước màn hình một ít khán giả nghe xong tiếng hát này cảm giác tâm đều hóa thật dịu dàng thanh âm kia giống như thanh phong phật diện thoải mái tràn ngập nhu tình quả thực là một loại hưởng thụ đậu má tôi say rồi giọng nói ôn nhu này hòa tan nội tâm khô nóng giọng của anh trai cũng quá dễ nghe đáng yêu đáng yêu tôi là một người đàn ông đều yêu âm thanh này hơn nữa kỹ thuật khác cũng rất tuyệt đây là một vị đại thần thằng hề đúng là chúng ta mẹ kiếp vừa rồi ai nói là lấy lòng mọi người ta cam đoan không đánh chết hắn. Phòng truyền hình sôi trào. Vào lúc này, tần dịp hơi nheo mắt lại, âm điệu vốn ôn nhu cũng dần dần tăng lên. Khí thế lại càng thêm như cầu vồng. Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, thân hình như núi sông đứng thẳng lưng. Dám đo lại nhật nguyệt, hôm nay chỉ có thiếu niên lang của ta. Xin hỏi thiên địa thử phong mang, vượt mọi trong gai ai có thể ngăn cản. Thế nhân cười ta ta tự cường không phụ tuổi trẻ. Mọi người không chấp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiếng hát trung động lòng người kia đánh thẳng vào linh hồn bọn họ. Một số người chỉ nghe ca khúc cũng cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết dâng lên, giống như là muốn bạo thể mà ra bình thường. Ánh mắt ba đạo sư càng phát sáng, bọn họ phản phất nhìn thấy một khối ngọc thô. Quá sạch sẽ, tiếng hát này dường như có thể gột rửa tâm hồn. Từ Tiểu Vân khiếp sợ nói cô chỉ cảm thấy lỗ tai bị ô nhiễm cho tới trưa trong nháy mắt này thông thấu cái loại thả lỏng về thể xác và tinh thần này làm cho cô cảm thấy một loại hưởng thụ tiếng hát càng có thể kéo theo nội tâm nóng bỏng của bọn họ sức cuốn hút sức cộng tình vô địch hai người kia cũng là nghiêm túc gật đầu rốt cục phát hiện một cái có thể nghe hơn nữa là kinh diễm như vậy chỉ một vòng biểu diễn lần này so với bọn họ không kém chút nào vương lâm hàn vốn luôn muốn tìm cơ hội trả thù tần diệp cũng buông tay ta hiện tại cắt đứt hắn phỏng chừng sẽ bị đánh chết hắn nhìn hiện trường biểu tình liền biết đừng nói ba vị đạo diễn khác chính là tổ đạo diễn tổ quay phim cũng vẻ mặt si ngốc hắn đọc sách không nhiều lắm nhưng hắn cũng không ngốc biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm mà lúc này một nhóm người trên mạng vừa xem thiếu niên hoa hạ thuyết vừa nghe nhạc lại chấn kinh bởi vì lời bài hát có chút không đúng hình như đoạn này trong nguyên văn không phải như vậy ta đi đoạn này không phải hắn tự mình viết chứ một người khiếp sợ nói nhưng mà hắn lại không thể tin được bởi vì cái này quá phù hợp nếu như không phải xem nguyên văn hắn cảm thấy thiếu niên hoa hạ thuyết bản thân nên là như vậy không được đang cẩn thận tìm xem hắn bắt đầu quét thiếu niên hoa hạ thuyết phía trước nội dung cảm thấy Tần Diệp có thể là đem bài văn này điên đảo trình tự. Đúng lúc đó. Tần Diệp ngừng biểu diễn, thanh âm rung động lòng người lại vang lên. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên phú tắc quốc phú. Thiếu niên mạnh thì nước mạnh, thiếu niên tự do thì nước tự do. Mọi người ngây ngốc nhìn Tần Diệp. Vốn hắn cho rằng đoạn văn này chỉ là mở màn, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện. Xen kể như vậy. Quả thực kinh diễm. Rất tài năng âm nhạc và có ý tưởng. Vị nhân vật cấp thiên vương lý triết này cũng đánh giá cao. Rất nhanh, Tần Diệp lại ôn nhu biểu diễn. can tướng phát tài, hữu tác kỳ mang. Tiền đồ như biển, còn nhiều thời gian. Trước màn hình, những người đối với lời bài hát lại trừng to hai mắt. Đoạn này, lại tiếp tục lên đoạn thứ nhất. Nói như vậy, cái kia khí thế đủ nhất một đoạn, thật sự là Tần Diệp chính mình viết tại sao không tìm thấy trong bản gốc t suy nghĩ cực kỳ khủng bố tất cả mọi người đều cảm thấy một loại sợ hãi bị tài tử chi phối thiếu niên tự có thiếu niên cuồng thân hình như núi sông đứng thẳng lưng vượt mọi chông gai ai có thể ngăn cản thế nhân cười ta ta tự cường không phụ tuổi trẻ rốt cục xuất hiện đoạn thiếu hụt trong nguyên văn này lần này khí thế so với phía trước càng đủ phản phất muốn đem tất cả kích tình trong lòng người đốt lên toàn bộ. Chấn động chưa từng có. Trong nguyên văn không có ca từ, càng làm cho người ta suy nghĩ cực kỳ khủng bố. Thân như núi sông đứng thẳng lưng. Dám đem nhật nguyệt lại đo đạc. Có lời bài hát nào nóng bỏng hơn thế không? Chấn động nhất chính là, đây có thể là nguyên tác của vị tân đại tài tử này. Cái kia càng làm cho người ta có loại cảm giác lệ nóng doanh trong. Thần tác thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, tâm tự kiêu dương vạn trượng quan. Thiên nan vạn cản ta xông vào, hôm nay chỉ có thiếu niên lang ta. Trời cao biển rộng vạn dặm dài, thiếu niên hoa hạ hăng hái. Phẫn nộ cố gắng làm rường cột. Không phụ tuổi trẻ. Từng đợt lại từng đợt tình cảm tiến lên, hoàn toàn chấn động toàn trường. Ngay cả một số nhân viên trong tổ làm chương trình cũng có miệng chữ O. Nghe giai điệu, ca từ này, một số người mắc ngấn lệ một bài hát hoàn toàn khống chế cảm xúc của bọn họ làm cho người ta muốn ngừng mà không được khí thế như cầu vồng quá trâu bò hoa hạ còn có ca khúc nào khiến người ta rung động hơn sao nghe đến phát khóc ô ô ô đây là thiếu niên hoa hạ thuyết sao đời này không hối hận nhập hoa hạ kiếp sau còn làm người hoa hạ nổ ta muốn nứt ra mẹ nó khống chế không được nội tâm xúc động ta cũng là hoa hạ thiếu niên. Cư dân mạng đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Chỉ cảm giác cả người có khí lực dùng không hết, muốn phát tiết ra. Hiện trường cũng giống như thế. Phùng Dung tháo kính xuống, dùng khăn giấy lau khóe mắt. Cái loại cảm giác tự hào dân tộc này trùng kích, làm cho vị tiền bối giới âm nhạc cảm tính này rơi lệ. Tốt. Hay cho một thiếu niên hoa hạ hăng hái. Cô trực tiếp đứng dậy vỗ tay các giáo sư khác thấy thế cũng nhao nhao đứng lên vỗ tay thăm hỏi họ bị ấn tượng bởi bài hát này điều này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc thi nào trước đó vương lâm hàng mặc dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy vỗ tay nhưng nói thật hắn quả thật bị tiếng hát trung động này đánh trúng chỉ là trong lòng đối với tần dịp làm cho mình xấu mặt còn có giới hạn trái lại cư dân mạng trước màn hình đã khiếp sợ đến không chịu nổi đây là thầy hướng dẫn tâm tính sốc nổi bởi vì các loại giọng nói rách nát lúc trước sau. Chắc chắn rồi. Lúc này trong đầu bọn họ còn quanh quẩn một vấn đề. Lời bài hát khác với nguyên văn thiếu niên hoa hạ thuyết, thật sự là vị nam sinh đẹp trai trước mắt này viết sao? Với trình độ văn học của bọn họ, rất khó tin tưởng điểm ấy. Chương 6 Tương lai âm nhạc lưu phái khai sơn thủy tổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tần Diệp hát xong. Phòng truyền hình trực tiếp đã từ hơn 10 vạn người tăng tới 250 ngàn. Nhân viên quan sát hậu trường đều chấn kinh. Bọn họ không mua lưu lượng, nói cách khác một bài hát của Tần Diệp đã tăng hơn 10 vạn nhân khí. Có thể nói là khủng bố. Cảm ơn các vị đạo sư." Tần Diệp khách khí nói. "Quá chấn động, Tần Diệp, ngươi là ta một tháng này tham gia tuyển chọn duy nhất ca khóc ta." Cảm ơn ngươi vì chúng ta mang đến như vậy cảm động." Phùng Dung biểu lộ chân tình. Tần Diệp cả kinh, ở đời này trí nhớ, đây chính là giới âm nhạc lão tiền bối, hắn vội vàng nói: "Không dám không dám, cô Phùng Dung, đều là Lương Khải siêu tiên sinh viết từ hay, tôi chỉ đứng trên vai người khổng lồ." Mọi người nhìn người trẻ tuổi khiêm tốn, ăn nói hào phóng khéo léo này, hảo cảm tăng vọt. Không hổ là người đọc sách. Anh cũng không cần tự coi nhẹ mình không có biên khúc và kỹ thuật hát như anh, hát loại văn chương này, chỉ là sĩ nhục tác phẩm của Lương Khải Siêu Tiên Sinh. Phùng Dung cười, tiếp theo lại có chút yêu mới sốt ruột nói. Chúc mừng ngươi, thông qua tuyển chọn, chờ chính thức thu âm thời điểm, hy vọng ngươi có thể lựa chọn ta tổ, tin tưởng ta, nhất định có thể cho ngươi trở thành đứng đầu ca sĩ. Không đợi Tần Diệp trả lời, hai vị đạo sư bên cạnh không đồng ý. Phùng Dung lão sư, tuy rằng ngươi là tiền bối, nhưng cũng không thể như vậy a, à. chúng ta nhưng là nhất trí tần diệp thông qua tuyển chọn, ngươi không thể toàn ông trên đầu mình. Đúng vậy, tần diệp, đến lúc đó ngươi nhất định phải đến đội ngũ của ta, ta nhất định có thể cho ngươi thi triển tất cả tài hoa. Các ngươi làm gì vậy? Ta đã lớn tuổi như vậy, còn theo ta cướp ngươi. Cạnh tranh công bằng. Một số khán giả nhìn bên trong đã cãi nhau, đều trợn mắt há hốc mồm. Giỏi lắm. Quy tắc không phải sau khi thông qua tuyển chọn, chính thức ghi hình còn có hai cửa ải mới đến lúc quyết định chiến đội sao. Sao bây giờ lại bắt đầu cướp người? Hơn nữa một bộ dáng muốn đánh nhau. Vào lúc này, đạo diễn không thể không đi ra duy trì trật tự, nói. Mấy vị đạo sư, đây chỉ là tuyển chọn mà thôi, những chuyện khác, chúng ta ngày sau lại nói, ta nơi này cũng có một vấn đề muốn hỏi tần dịp. Mấy giáo sư đang tranh cãi lúc này mới dừng lại tần diệp có chút xấu hổ ta cũng là nghe ngươi giới thiệu mới biết được thiên này hơn một trăm năm trước văn chương vừa rồi ta đối với ca từ nghe ngươi biểu diễn giống như có một đoạn không tìm được đoàn thiếu niên kia tử có thiếu niên cuồng thân hình như cái gì thẳng lưng thân tự như núi sông thẳng lưng dám đem nhật nguyệt lại đo đạc hôm nay duy ta thiếu niên lan không phụ tuổi trẻ tần diệp tiếp lời dùng quốc ngữ tiêu chuẩn đọc ra mọi người lúc này mới phát hiện mặc dù là không xứng giai điệu, khí thế như trước rất đủ, nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Đây có lẽ chính là mị lực của văn tự. Đúng đúng đúng, chính là đoạn này, ta vừa rồi nghe xong đều có điểm lệ nóng doanh trồng, đoạn này ta không tìm được. Đạo diễn nghiêm túc nói. Tần dịp gật đầu, nói. Đây là ta căn cứ vào ý cảnh của cả bài từ mà cải biên. Ô hát. Hiện trường xôn xao. Đậu má ta đã nói cái này không có, tại tử trâu bò. Mẹ nó, cái từ này viết cũng quá mẹ nó, nếu hắn không nói, tôi tuyệt đối sẽ cho rằng là Lương Khải siêu tiên sinh viết. Thế nhưng chính mình không có văn hóa, chỉ có thể nằm rảnh đi thiên hạ. So với tần dịp, tên Vương Lâm hàng kia là cái thá gì? Có tư cách đứng ở ghế đạo sư. Phòng truyền hình trực tiếp nổ tung. Hiện trường lại càng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt có thể viết ra như vậy từ không hổ là tân hải đại học tài tử cái này làm cho chúng ta những này chính mình sáng tác ca sĩ có chút tự ti mặc cảm a à. từ tiểu vân cảm khái nói cô phát hiện muốn so sánh với lời bài hát Tần dịp viết những lời bài hát mà mình từng tự hào kết cấu có chút nhỏ lão sư văn không đệ nhất võ không đệ nhị ta là học cổ điển văn học ở phương diện này đọc lướt qua được tương đối nhiều mà thôi ngài chuyên nghiệp lĩnh vực bất đồng cần gì phải nghĩ như vậy đâu. Tần Diệp không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Một phen lại dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ. Lý Triết càng trực tiếp đứng lên vỗ tay. Hảo tiểu tử, hôm nay dạy cho chúng ta một bài học. Hắn quả thật bị khí chất dịu dàng, lời nói của người trẻ tuổi này đã đồng. Nghe làm cho người ta như một xuân phong. Đạo diễn tại hiện trường nhìn thời gian cũng vượt qua mấy phút, vội vàng ánh mắt ý bảo thầy hướng dẫn. Tần Diệp, cảm ơn ngươi hôm nay biểu diễn, chúng ta hôm nay trước hết tán gẫu tới đây, chờ trên tiết mục gặp lại. Phùng Dung nói. Tần Diệp đối với đạo sư khẽ không người, ngay tại mọi người nhìn chăm chú rời đi nơi này. Là một mầm non tốt, phải bồi dưỡng một chút. Lý Triết nghiêm mặt nói. Hơn nữa, có thể đem thơ ca hát được tốt như vậy, nếu như có thể kiên trì như vậy phong cách, sợ là có thể trở thành âm nhạc lưu phái người khai sáng. Phùng Dung nghiêm túc nói thế giới này cũng có ca sĩ hát qua thơ, chỉ là đều là chút ít không biết tên ca sĩ, thậm chí võng hồng chơi phiếu tính chất. Không có bài hát nào cháy cả. Mà hôm nay tần dịp bài hát này thiếu niên hoa hạ thuyết các phương diện đều là đỉnh cấp trình độ, sợ là muốn nổi danh. Nếu tần dịp có thể sáng tác thêm mấy ca khúc như vậy, gọi là thủy tổ khai phái cũng không quá đáng. Hù xin, lẫn nhau, với nhau. Cổ phiếu tiềm lực như vậy, là mục tiêu bọn họ phải tranh thủ chỉ có vương lâm hàng sắc mặt khó coi chính mình bị tần diệp tra lớn như vậy dương tướng đã dự cảm được trên mạng lại là một mảnh hát thanh âm của hắn nghĩ tới đây hắn liền có loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi tần diệp cậu chờ đó cho tôi hắn mới không tin tần diệp có thể sáng tác rất nhiều ca khúc như vậy chỉ cần có cơ hội hắn nhất định hung hăng giáo huấn tên gia hỏa trang bức này một chút tần diệp rời khỏi phòng nhân viên công tác đưa cho anh một thứ giống như thư mời. Tần dịp tiên sinh, nửa tháng sau, ngươi cầm trong tay phần này thư mời, đi mà đô đại truyền hình tham gia tiết mục ghi hình. Nhân viên công tác dặn dò. Tần dịp gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, đang muốn rời đi, một trận hương phong phất vào mặt. Tập trung nhìn lại, một nữ sinh dung mạo tuyệt mỹ đi qua. Mái tóc mềm mại đen nhánh xỏa vai, ngũ quan tinh xảo giống như thượng đế tạo hình. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Dùng từ ngữ hoa lệ hơn nữa để hình dung cô gái này cũng không quá đáng. Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất toàn thân nàng phát ra, mang theo cổ vận cùng với nữ tử giang nam uyển chuyển hàm xúc tú lệ, cùng với thanh lãnh như có như không, làm cho người ta nhìn không được lưu luyến. Mà lúc này, mỹ nữ khí chất cùng dung mạo song tuyệt này vừa đi, vừa nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn thấy tầm mắt mình ném tới, đối phương mới có chút thẹn thùng thu hồi ánh mắt tần diệp vừa chờ ở phòng nghỉ của tuyển thủ đã gặp cô gái này chỉ là đối phương thật sự là quá đẹp thế cho nên lúc ấy rất nhiều nam sinh chỉ dám nhìn từ xa có hai lsp đi qua bắt chuyện đều bị đối phương cự tuyệt tần diệp lúc ấy cũng không để ý không nghĩ tới cô còn có thể thẹn thùng thú vị tần diệp lẩm bẩm nam sinh đẹp trai này là thông qua sao dùng lâu như vậy? Tô Linh vẫn có chút tò mò. Lúc trước, nhân viên công tác ở đại sảnh lắc người trên cơ bản 3-4 phút một cái, đến phiên cô lại đợi gần 10 phút. Cho nên, cô mới tò mò đánh giá tần dịp vài lần. Cô gõ cửa đi vào phòng tuyển chọn. Bốn vị đạo sư nhìn thấy nàng ánh mắt đều sáng ngời. Hay cho một nữ sinh bế nguyệt tu hoa. Ngay cả một nữ ca sĩ già như Phùng Dung cũng bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn chớ nói chi là vị tiểu thịt tươi vương lâm hàng này lực hấp dẫn của nữ sinh như vậy đối với nam nhân là trí mạng nhất là trong phần quyển chuyển hàm xúc trên người mang theo khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng càng có thể kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân chào bốn vị đạo sư ta là tô linh vận học ở học viện hí khúc đế đô thanh âm êm tai như chim sơn ca từ cái miệng nhỏ nhắn của tô linh vận truyền ra các đạo sư đều sửng sốt giỏi lắm mới vừa đi một sinh viên ưu tú văn học cổ điển tân đại. Lại tới một sinh viên tài cao của đế diễn, hôm nay chọc tổ ông vò vẽ sao? Chương 7 soái ca, người muốn bạn gái không cần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tần dịp rời khỏi sân thi đấu, liền ngồi tàu điện nằm đi tới khu thường ninh. Hai bản sơ yếu lý lịch lúc trước anh gửi, đã nhận được một hồi âm. Làm gia sư toán cho một học sinh lớp 10 tiền thân của mình bởi vì gia cảnh bần hàn, ở trường học thường xuyên làm gia sư, mà gia sư toán học là nổi tiếng nhất. Tiền thân thường xuyên đảm nhiệm, rất quen thuộc. Hơn một tiếng sau, cuối cùng hắn cũng tới khu mục tiêu. Để cho hắn kinh ngạc chính là, vừa rồi ở trên đường, hắn cư nhiên thấy được ma đô hí khúc học viện. Đây cũng coi như là một trường danh giá. Chỉ là, cũng giống như văn học cổ điển, hí khúc cũng chậm rãi rời khỏi dòng chính của thời đại đến trước cửa khách hàng, anh ấn chuông cửa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Giỏi lắm. Lại là một mỹ nữ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ vô cùng thành thục, ý nhị mười phần. Đôi mắt như nước thu của đối phương mang theo chút nghi hoặc, hỏi. Xin hỏi anh tìm ai? Cái kia ông nhu mang theo điểm tê dại mị âm, lại để tần diệp có loại tim đập da tóc cảm giác, thầm nghĩ nữ tử này trẻ lại 10 tuổi, nhất định là hại nước hại dân loại kia xin chào đây là dì triệu sao tôi tới phỏng vấn gia sư dạy toán tần diệp chỉ hơi thất thần một chút liền điều chỉnh lại nữ tử nghe vậy lộ ra một nụ cười tao nhã nói tiểu tần phải không tôi chính là dì triệu mau vào đi xa như vậy vất vả rồi cô gái nói xong xoay người cầm cho tần diệp một đôi dép lê động tác vô cùng tao nhã tần diệp đánh giá hoàn cảnh bốn phía không tính là rất xa hoa nhưng vô cùng sạch sẽ, thoải mái. Đi theo cô gái đến sofa ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra sơ yếu lý lịch và thẻ sinh viên của mình. Nhìn thấy Đại học Tân Hải, hai mắt cô gái sáng ngời, danh tiếng trong nước của trường đại học này rất vang dội. Nhưng lập tức, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhướng lên, nói. Cậu học hán ngữ văn học. Nhưng tôi muốn tìm gia sư toán học. Tần dịp lần này thần sắc tự nhiên hơn rất nhiều, nói. Dì Triệu, mặc dù con học hán ngữ văn học Nhưng lúc con học đại học Làm gia sư dạy toán 4 năm Dì cũng biết Hiện tại học sinh trung học tìm được nhiều nhất Chính là gia sư dạy toán Con không thành vấn đề Như vậy à Mẹ Triệu Trầm ngâm một lát Nói Mẹ lấy một phần bài thi toán cho con Nếu thông qua sẽ không thành vấn đề Đại học Tân Hải Mẹ vẫn rất yên tâm Nói xong Nàng đi vào trong phòng Không lâu sau liền cầm một phần toán học bài thi cho Tần Diệp, trực tiếp để cho hắn làm cuối cùng mấy đạo đề lớn. Tần Diệp vô cùng tự tin, nhìn đề mục một chút, lập tức bắt đầu giải đề. Nữ tử nhìn Tần Diệp lưu loát giải đề quá trình, âm thầm gật đầu. Không lâu sau, sau khi đáp án đúng, nữ tử liền càng hài lòng. Phi thường tốt, xem ra là tư duy của tôi cố định, toán học lớp 10 đương nhiên không làm khó được tân đại học, khanh khách. Cô mỉm cười, nói tiếp mỗi ngày một giờ, xa 500, một tuần 5 ngày, tiền lương chu đáo, không thành vấn đề chứ. Ừ, có thể. Tần Diệp bình tĩnh nói, trước khi hắn gửi sơ yếu lý lịch đã xem qua giá cả trên trang web tuyển dụng. Được, vậy trong khoảng thời gian này làm phiền anh, mời bên này. Tần Diệp đi theo nữ tử tới một cái thiếu nữ cảm mười phần gian phòng. Một tiểu mùi mùi đang vẽ mặt đau khổ ngẩn người đối với sách giáo khoa, tuy rằng còn hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng nhìn ra được là một mỹ nhân phôi thai. Đây là con gái tôi, Triệu Linh Dĩnh, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, nền tảng toán học kém, mấy ngày nay tôi để nó tự học trước. Cô gái lại nói với em gái đang ngẩn người. Đây là Tần Diệp, sau này sẽ là thầy dạy toán cho em nghỉ hè, mau gọi thầy Tần. Triệu Linh Dĩnh quay đầu, đánh giá Tần Diệp một chút, trang đầy không muốn nói. Tần. Lão. Sư âm cuối kéo dài, rõ ràng nhìn ra kháng cự đối với gia sư. Tần Diệp, Linh Dĩnh nhờ cậu, từ nhỏ cô ấy đã không giỏi toán, còn hy vọng cậu phí tâm chỉ đạo. Mẹ Triệu nghiêm túc nói, "Yên tâm, dì Triệu cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức." "Vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa, cửa phòng này mở ra thông hạ phong thì tốt hơn." Vũ Triệu cười nói. Tần Diệp im lặng, đây là lo lắng cho mình. Bất quá hắn cũng sẽ không để ý điểm ấy. Đặt ba lô xuống ngồi bên cạnh bàn, dịu dàng nói. Tiểu Dĩnh, em học toán lớp 10, học ở đâu rồi? Con ngươi đen nhánh của Triệu Linh Dĩnh đảo loạn, nhìn mẹ bọn họ còn đang nhìn, quy củ mở sách giáo khoa ra chỉ cho Tần Diệp xem. Được, vậy chúng ta bắt đầu nói từ đây. Nữ tử bên cạnh thấy thế, hài lòng cười cười, liền đi ra ngoài bận rộn. Chờ nàng vừa đi, tinh quái tiểu nữ sinh liền không an phận anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Triệu Linh Dĩnh nhìn Tần Diệp, hỏi. Không có, làm sao vậy? Tần Diệp im lặng. Như vậy, ta xem ngươi tuổi cũng không lớn, ngươi cũng đừng dạy ta, chúng ta làm ra vẻ, các chơi các, ta cho ngươi giới thiệu một cái bạn gái thế nào? Triệu Linh Dĩnh trong mắt giảo hoạt. Tần Diệp trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, nói. Chăm chỉ học hành, nếu không anh chỉ có thể gọi mẹ em tới. Triệu Linh Dĩnh hiển nhiên rất sợ mẹ mình, chỉ có thể vẽ mặt thống khổ nhìn sách giáo khoa, không biết lòng người tốt. Cô chăm chọc một tiếng, Tần Diệp làm như không nghe thấy, tận chức tận cách dạy dỗ. Cứ như vậy hai người cũng dần bước vào giai cảnh. Rốt cục một giờ đến, Tần Diệp giảng xong cuối cùng một đạo đề, lại đem vừa rồi chính mình bớt chút thời gian viết mấy cái đề mục dạy cho Triệu Linh Dĩnh nói: Đây là bài tập hôm nay của em ngày mai anh tới kiểm tra triệu linh dĩnh mở to hai mắt tức giận nói nào có như vậy nghỉ hè còn bố trí bài tập còn tự mình ra đề cậu quá đáng rồi tần diệp lộ ra một nụ cười thần bí nói đừng quên ta cũng là học sinh tới cho ngươi ra bài thi thượng đề mục ngươi trên mạng lục soát một chút không phải có đáp án rồi sao triệu linh dĩnh nghe vậy vẻ mặt u oán nhìn tần diệp anh có tin em khóc lóc cho anh xem không? Sau đó bảo mẹ em đuổi việc anh. Điều này hiển nhiên không uy hiếp được Tần Diệp, hắn bình tĩnh cầm lấy di động, cười nói. Vậy tôi phải quay video để chứng minh trong sạch, cô có thể bắt đầu. Tiểu cô nương trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác vô lực, dập đầu trên bàn. Ha ha, hảo hảo làm bài đi, thiếu nữ. Tần Diệp có chút đắc ý nói. Triệu Linh Dĩnh ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Tần Diệp, vẻ mặt phẫn quốc. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thời gian học thêm đã qua. Được rồi, anh cũng tan ca rồi. Ngày mai chúng ta gặp Tiểu Dĩnh. Tần Diệp cười dài nói. Sau đó, dưới ánh mắt oán hận của Triệu Linh Dĩnh đi ra ngoài phòng. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, vì Triệu Trốn ở cửa nghe lén thấy Tần Diệp đi ra, bà hài lòng nói. Tiểu Tần, thật sự cảm ơn cậu. Cậu là gia sư có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp không có việc gì thu tiền làm việc là việc nên làm dì triệu cháu đi trước ừ sáng mai anh đều ở nhà trước khi em đến nói với anh một tiếng chúng ta sẽ không định thời gian cố định cảm ơn dì triệu nói xong hắn liền rời khỏi phòng mẹ triệu vào phòng thấy vẻ mặt u oán của triệu linh dĩnh vừa bực vừa buồn cười nói khó có được một lão sư tốt như vậy chỉ đạo ngươi còn không hảo hảo học tập triệu linh dĩnh lại hừ một tiếng kháng nghị nói. Tôi muốn đổi gia sư. Không thể nào, con cứ làm bài cho tốt, mẹ không quấy rầy con nữa. Mẹ Triệu mỉm cười nói. Chờ mẹ đi rồi, Triệu Linh Dĩnh đi tới bên giường nằm xuống, lại lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho chị mình. Khi nào chị về, hôm nay em gặp một người xấu, chị mau về cứu em. Nàng cũng đã quên vừa rồi còn muốn đem tỷ tỷ của mình giới thiệu cho cái kia đại người xấu, đổi lấy chính mình hạnh phúc cuộc sống một lúc lâu sau thông tin trở lại ba còn giận con không không biết ba đi công tác con không cần lo lắng chờ con trở thành đại minh tinh đem hí khúc phát dương quan đại thứ lỗi ba cũng sẽ không nói gì lại qua thật lâu vâng tôi đã vượt qua cuộc thử giọng thật sao chị chị lợi hại quá hì hì triệu linh dĩnh vui mừng nói nói về tên đại xấu xa kia đi ai khi dễ ngươi tỷ báo thù cho ngươi. triệu linh dĩnh nghĩ tần diệp đi rồi cũng không buông tha mình, vội vàng bắt đầu tố khổ với tỷ tỷ. nếu không là tỷ tỷ muốn tham gia tuyển tú cùng ba ba náo loạn mâu thuẫn, hiện tại cho mình học thêm chính là tỷ tỷ, so với tầng cái gì đó thuận mắt hơn nhiều. lúc này, tôi linh vẫn ở một nhà trọ, nhìn em gái gọi tới chữ mật thiết ma ma kia cũng có thể cảm nhận được oán khí của đối phương. nhưng khi cô xem nội dung, lại ngay người thì ra là bởi vì gia sư quá có trách nhiệm a. À? Thật là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Cô khuyên em gái vài câu sau đó liền buông điện thoại di động xuống, nhìn trần nhà có chút mê mang, mê mang đối với tương lai. Cha cô là giáo sư diễn xuất, chịu ảnh hưởng của cha, từ nhỏ mình cũng thích hí khúc, cũng thi đậu vào học viện hí khúc đế đô. Nhưng sau khi chân chính tiến vào nghề này mới phát hiện, hiện trạng hí khúc đáng lo ngại, quốc túy này cũng sắp tiêu vong. Nghĩ đến hiệu ứng ngôi sao hiện tại, nếu như mình trở thành đại minh tinh, đến lúc đó lại mở rộng hí khúc có thể cứu vớt quốc túy đang lâm nguy này hay không? Vì thế, mình bất chấp sự phản đối của cha, tham gia cuộc thi toàn dân âm nhạc nhân. Từ nhỏ nàng học hí khúc, phương diện thanh nhạc điều kiện phi thường tốt, cũng thuận lợi thông qua hải tuyển, xem như bước ra bước đầu tiên. Nhưng con đường kế tiếp làm cho cô mê mang, thậm chí có chút hối hận quyết định của mình. Giới giải trí một ít xấu xí thế nhân đều biết, nguyên bản cảm thấy mình tiến vào giới giải trí chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Nhưng khi chân chính bước vào một bước, mới biết được xa xa không đơn giản như mình nghĩ. Con đường phía trước của mình như thế nào, thực chưa biết được. Chương 8. Bao phủ toàn bộ mạng. Tần lão sư đi học. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Khen thưởng kỹ năng guitar thần cấp của ký chủ Tần dịp vừa về đến nhà sửng sốt Nhanh như vậy Tuy rằng trăm vạn nhân khí không tính là rất cao Nhưng tốc độ này đối với một người mới tuyệt đối có thể Một luồng nước ấm tràn vào toàn thân Hắn cảm giác nếu như hiện tại có đem guitar đặt ở trước mặt mình Tự mình đàn lên Có thể đơn giản giống như ăn cơm uống nước Chính mình kiếp trước cũng biết guitar nhưng hiển nhiên hệ thống cho kỹ năng càng thêm ngưu bức. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, thành công lọc vào toàn dân âm nhạc nhân, vòng tiếp theo, đem đạt được khen thưởng. Tần dịp xem như hiểu được, trong khoảng thời gian này tất cả hệ thống nhiệm vụ hẳn là đều cùng toàn dân âm nhạc nhân, có quan hệ. Bạn càng đi xa, bạn càng nhận được nhiều lợi ích. Mà hai ngày kế tiếp, tần dịp một mực dạy thêm cho Triệu Linh Dĩnh, không có biện pháp, còn hai tuần nữa sẽ chính thức ghi hình. Hiện tại, tiền trên người mình ngay cả tư cách đến phòng thu âm biên khúc cũng không có. Đối phương vẫn là một bộ khổ đại cừu thăm bộ dáng. Hiển nhiên, đem chính mình nghỉ hè thời gian bị chiếm dụng trách tội đến tầng dịp trên đầu. Ai bảo sau khi dậy xong còn phải bố trí bài tập chứ? Tiểu cô nương cảm giác có chút ủy khuất. Hai ngày nay, video tầng dịp biểu diễn thiếu niên hoa hạ thuyết cũng bị tổ tiết một các nối biên tập riêng. Lượng like cũng đã vượt qua 100 vạn, lượng chiếu càng nhiều. Mà theo thời gian lên men, rốt cục bộc phát. Ngày thứ ba, bài hát này trực tiếp xông lên đấu âm nhiệt độ bản đệ nhất, nhất lên trước nay chưa từng có cùng triều. Hiện trường chấn động kia càng làm cho rất nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quan trọng nhất, cư dân mạng ngạc nhiên phát hiện, người vẫn luôn ở bên miệng, lại là do Lương Khải Siêu Tiên sinh làm hơn 100 năm trước. Thật sự là suy nghĩ cực kỳ khủng bố hôm nay tần diệp lại giao bài tập cho triệu linh dĩnh xong liền rời đi đại phôi đảng triệu linh dĩnh nhìn bóng lưng hắn biểu môi sau đó đem bài tập đặt ở một bên cô chán đến chết cầm lấy điện thoại di động bắt đầu xoát đấu âm thiếu niên tự có thiếu niên cuồng thân như núi sông đứng thẳng lưng tiếng ca chấn động vang lên khiến trái tim nhỏ bé của triệu linh dĩnh đập thình thịch qua wow. cô che miệng lại tiếng hát này rất có khí thế. Cộng thêm video hình ảnh, là một cái yêu nước hình ảnh, càng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Bản xếp hạng nhiệt độ phía dưới ghi. Bài hát thần kỳ thiếu niên hoa hạ thuyết, 66, 75 triệu người đã xem. Cô trực tiếp nhấn vào và video đầu tiên đã khiến cô choáng váng. Đây không phải là lão sư bại hoại mình vẫn chăm chọc sao? Anh ấy hát bài này à? Mà nhìn tiêu đề phía dưới tuyển thủ khu vực ma đô tần diệp kinh diễm hiện trường tần diệp lương khải siêu thiếu niên hoa hạ nói đúng là hắn trong lòng cô có chút không bình tĩnh mà lúc này tiếng trống rung động kia vang lên thiếu niên trí tắc quốc trí thiếu niên mạnh thì quốc cường cô theo thói quen mở khu bình luận phát hiện đã nổ tung đã nghe cả ngày rồi mẹ kiếp từ trâu bò như vậy cuối cùng tôi cũng tìm được xuất xứ đúng vậy Nghe được da đầu ta tê dại Thật sự là thần khúc Đậu má Mẹ nó còn có thể như vậy ca hát Người dám tin Thơ ca cải biên thành ca khúc Cái này mẹ nó là dạng gì tài hoa Bài hát này trước kia đều là ca khúc Có thể đoạt giải quán quân Quá trâu bò Cúng bái đại thần Bài hát quá ý nghĩa Nó giống như một cậu bé kho báu Rất nhiều người đã bày tỏ sự kính trọng của mình Mà ngoại trừ đấu âm bài hát này càng là lên vi cổ nhiệt sớt tân đại tài tử tần dịp thiếu niên hoa hạ nói cảm động hoa hạ thiếu niên hoa hạ nói phiên bản hiện trường quét ngang các nền tảng lớn lương khải siêu nhiều tìm kiếm nóng liên quan chấn động toàn mạng ngay cả bài hát thiếu niên hoa hạ thuyết do lương khải siêu sáng tác cũng theo bài hát này mà lọt vào tầm mắt công chúng rất nhiều người đều mộ danh bái đọc nhìn từ ngữ rung động kia vô số người kích động đến không kiềm chế được một loại kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Mà mô hình sáng tác hoàn toàn mới này, càng làm cho người ta cảm thấy sợn gai ốc. 99% người đều là lần đầu tiên nghe được thơ cổ cải biên thành ca khúc. Quả thực kinh diễm tuyệt luân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bởi vì bài hát này mà hâm mộ Tần Diệp thay hắn cảm thấy không đáng giá. Bởi vì, trong lòng bọn họ, phóng tầm mắt ra khắp lịch sử của chương trình này đều có rất ít ca khúc có thể so sánh lại bị tài tử này dùng để tham gia tuyển tú, rất có một loại cảm giác phung phí của trời. Triệu Linh Dĩnh nhìn những tin tức này, trong lòng nai con loạn đã. Nàng hiện tại đã xác định, cái này tận dịp chính là cái kia đại phôi đảng rồi. Không nghĩ tới hắn cùng tỷ tỷ cùng nhau tham gia toàn dân âm nhạc nhân. Nàng lẩm bẩm nói. Có lần nữa cầm lấy điện thoại di động tìm kiếm tài khoản chính thức của toàn dân âm nhạc nhân phát hiện video tuyển chọn của chị gái cô có hơn nửa triệu lượt thích, mà tần diệp rõ ràng là 3,5 triệu, trên lệch này cũng quá lớn. Wow! họ tần này so với tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Từ nhỏ tỷ tỷ ở trong lòng nàng chính là người hoàn mỹ nhất, có thể tưởng tượng được kết quả này đối với nàng trùng kích lớn bao nhiêu. Vẫn còn, nàng cũng biết không phải tỷ tỷ không mạnh. Mà là cái này họ tận quá hổ. Tổ làm chương trình một tháng này cắt nối biên tập quá nhiều video tuyển chọn. Bình thường có một hai vạn like đều là phi thường tốt, có chỉ có mấy ngàn. Mà vượt qua mười vạn, đều được cư dân mạng thổi phòng là tuyển thủ hạt giống quán quân. Tỷ tỷ mình hơn năm mươi vạn đã phi thường mạnh. Chỉ là không nghĩ tới tên họ tận này lại biến thái hơn, 3,5 triệu. Đáng sợ nhất chính là, đây chỉ là một cuộc phỏng vấn mà thôi chương 9. Trong tay thiên nghiên cứu tư liệu đột nhiên liền không thơm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Triệu Linh dĩnh mở uy chát ra, muốn đem tin tức khiếp sợ này nói cho tỷ tỷ. Tuy nhiên, đánh được một nửa rồi lại ngừng lại, đem chữ đã đánh xong đều xóa bỏ. Hi hi, dù sao hai người các ngươi đều thông qua tuyển chọn, đến lúc đó ở trên tiết mục cũng sẽ gặp, chờ các ngươi quen biết lẫn nhau, ta lại để cho các ngươi giật mình nàng lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly. Chẳng biết tại sao, hiện tại nhớ lại tận dịp khuôn mặt kia, đột nhiên không đáng ghét như vậy. Đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ kinh hãi rất cầm. Nghĩ đến lúc đó biểu tình của hai người, nàng liền hưng phấn. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy? Lúc này, mẫu thân đi tới. Không. Không có gì. Ra ngoài ăn cơm. Áo. Đúng rồi, Tỷ tỷ của ngươi gần đây đang làm gì? Nha đầu kia tuyệt không làm cho ta bớt lo. Nữ tử thở dài nói. Triệu Linh dĩnh đảo mắt nói. Không biết, tỷ tỷ không nói với ta, ngươi tự mình hỏi nàng đi. Nữ tử nghĩ nghĩ. Ai, đứa nhỏ này, từ nhỏ tính tình liền bướng bỉnh, cha ngươi phản cảm nhất chính là hiện tại những minh tinh kia, nàng còn muốn làm trái ý, lúc nào có thể để cho chúng ta bớt lo a? À? Hả? triệu linh dĩnh đột nhiên nghĩ đến vị tần lão sư kia hình như cũng muốn trở thành loại người cha chán ghét kia có phải có thể mượn cơ hội đổi gia sư hay không cũng không biết vì sao nàng hiện tại không muốn làm như vậy nghĩ gì vậy mau ra ngoài ăn cơm đi được rồi mẹ con nhất định sẽ nghe lời mẹ triệu linh dĩnh kéo cánh tay mẹ làm nũng ngươi nha còn chưa trưởng thành trưởng thành cũng không khá hơn chút nào nữ tử cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Bên kia, một nữ sinh mở to hai mắt, nhìn điện thoại di động, nghe tiếng hát trung động kia, há to miệng. Tần Tần Diệp, chính là học sinh nghèo lớp chúng ta. Vẻ mặt cô không thể tin được. Thật sự rất khó đem người biểu diễn khí phách trong video kia liên hệ với Tần Diệp mà mình thường xuyên nhìn thấy. Sự tương phản quá lớn. Tần Diệp trước kia Tuy rằng bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng tính cách hướng nội, dáng vẻ trung thực rất khó giành được hảo cảm của nữ sinh. Ngay bây giờ, trong video này Tần Diệp không chỉ có tự tin, hơn nữa tài hoa hơn người, lại phối hợp với kia đẹp trai tướng mạo, giống như thay đổi hoàn toàn một người. Vào lúc này, uy tín tới tin tức, mở ra xem là nhóm lớp. Một nữ sinh trực tiếp chia sẻ video vừa xem. Tất cả mọi người tần diệp là cậu sao hát hay vậy sao vốn không có người nói chuyện phím nhóm đột nhiên náo nhiệt lên đương nhiên đều là chút ít nữ sinh đang nói chuyện phím ta ngày hôm qua đi dạo phố ngay tại trung tâm thương mại nghe được bài hát này là tần diệp hát nói thật ta chính là nhìn thấy trong video người cùng tần diệp giống nhau như đúc cũng không tin là hắn tương phản quá lớn tần diệp không nhìn ra a à, có tài hoa như vậy trực tiếp cải biên thiếu niên hoa hạ thuyết tuyệt vời tần diệp ngươi phát hỏa cái này có thể được mời khách không nghĩ tới ngươi ngày đó nói đi làm ca sĩ là thật ta lúc ấy còn không tin đâu đây là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh người sao tại sao chỉ có phụ nữ nói chuyện bởi vì năm năm sinh đang ở ký túc xá chuẩn bị thiên nhiên cứu sinh đều mẹ nó một bộ ăn chết đứa nhỏ mẹ nó đây là tần diệp thế giới này làm sao vậy ngay cả loại người này cũng có thể nổi tiếng không phải hắn còn có thể là ai mẹ nó phần mộ tổ tiên bốc khói rồi ngay lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện tư liệu thiên nhiên cứu sinh trong tay đột nhiên không thơm nữa còn thi con mẹ nó thiên nhiên cứu sinh vì cái gì không phải là vì lấy một văn bằng nghiên cứu sinh tìm một công việc đàng hoàng kiếm nhiều tiền một chút sao mà hiện tại kiếm được nhiều tiền nhất là nghề nghiệp gì? Đương nhiên là ngôi sao nổi tiếng rồi. Dựa theo tầng dịp hiện tại nhiệt độ, dù là chỉ hỏa một năm, kiếm tiền cũng đủ bọn hắn dốc sức làm nửa đời người. Tâm lý làm sao có thể cân bằng? Các huynh đệ, đừng nhìn, đừng ảnh hưởng đến tâm tính của chúng ta, chúng ta nhất định phải ổn định, minh tinh. Diễn viên mà thôi, kiếm nhiều tiền thì sao, một chút cũng không thể diện một nam sinh chua sót nói đúng hơn nữa không ổn định nói không chừng ngày mai sẽ lạnh chúng ta vẫn là thiết thực một chút mười năm sau ngươi hãy nhìn hắn cố lên vài người động viên lẫn nhau hơi có chút động lực xem tư liệu thiên nhiên cứu sinh nhưng rốt cuộc không thể trở về trạng thái lúc trước nếu như tần diệp chỉ là một người xa lạ bọn họ có lẽ sẽ không như vậy hết lần này tới lần khác cái này một đêm bạo hỏa người mấy năm nay liền ở bọn họ sát vách cái loại chua sảng khoái này chỉ có bọn họ mới hiểu được lại nói tần dịp hắn cũng thấy được tin tức của lớp nhưng không có thời gian để ý tới bởi vì điện thoại của mình bị gọi nổ tung đậu má tiểu diệp tử người hát bài thiếu niên hoa hạ thuyết kia thật sự là cậu thanh âm kích động của lý long câu từ điện thoại truyền đến long ca không phải ngay cả ta cũng không nhận ra chứ Tần Diệp bất đắc dĩ nói: "Không phải?" Lý Long Câu vội vàng lắc đầu nói: "Chỉ là không thể tin được, trùng kích quá lớn, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên đi tham gia cái này tuyển tú?" Tần Diệp cũng không biết giải thích thế nào, suy nghĩ một chút, nói: "Không phải thầy đã bố trí một bài luận văn sao? Tôi làm thực tiễn, thuận tiện thử thời vận." Trong đầu Lý Long Câu tràn đầy dấu chấm hỏi. Để viết luận văn đi dự tuyển. Sau đó cải biên một bài thơ cổ, hót toàn mạng. Nghĩ đến đề mục thầy hướng dẫn bố trí, chẳng lẽ thực tiễn của Tần Diệp chính là dùng phương thức truyền thừa phát triển thơ từ cổ? Hình như là logic như vậy. Chỉ là, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi thật nhìn không ra, đại học 3 năm KTV chưa từng mở miệng, vừa mở miệng liền kinh diễm cả nước, chỉ là trước đó sân khấu quá nhỏ sao? lý long câu có chút u oán nói hắn cảm thấy tần diệp lúc trước ktv không ca hát là sợ đem bọn hắn những này rách giọng so sánh xuống tần diệp không biết trả lời thế nào cũng may lý long câu trực tiếp vượt qua đề tài này hưng phấn nói hiện tại tiểu tử ngươi có danh tiếng hẳn là có thể kiếm rất nhiều tiền rốt cục không cần vì ngươi quan tâm long ca rất vui mừng tần diệp nghe vậy có chút không nói gì kiếm tiền cái gì à Ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn đáp hai nghìn biên khúc đâu rồi. Lần sau dự thi còn muốn hai nghìn, tiết mục này thu lại không có tiền lương, kiếm tiền xa xa không hẹn a? À. Lý Long câu sửng sốt, nói: đúng nha, cái này mẹ nói giới giải trí là một nơi đốt tiền, chút của cải kia của ngươi chống đỡ không được bao lâu đi. Ta đợi lát nữa chuyển cho ngươi một vạn, ngươi quay vòng trước, không đủ tiền ta nữa, ngàn vạn lần không nên nóng vội đi kiếm tiền, chờ danh tiếng lớn, rất nhiều tiền lời của hắn cũng làm cho nội tâm tần diệp ấm áp không cần tôi tìm một công việc gia sư trước mắt vẫn có thể chi tiêu tần diệp cười nói vậy sao được không phải ảnh hưởng chính sự của ngươi sao bởi vì nhỏ mà mất lớn lý long câu còn muốn khuyên bảo nhưng là tần diệp kiên quyết không cần hắn trợ giúp hắn cũng chỉ đành thôi được rồi chờ ta bớt chút thời gian đến ma đô tìm ngươi hổ tử hiện tại cũng đang thực tập ở đài truyền hình Mado, đến lúc đó chúng ta tụ tập có thể hai người cúp điện thoại tần dịp phát hiện trên điện thoại di động còn có vài cuộc gọi nhở nhất thời đau đầu chắc chắn rồi thành danh cũng có phiền não a à? chương 10 tại tử giai nhân cầu hoa tươi cầu đánh giá bạn đang nghe tại truyện chấm audio hôm nay Tần Diệp lại đến nhà Triệu Linh Dĩnh học bổ túc cho cô. Vào trong phòng, Triệu Linh Dĩnh nhìn hắn, nói. Không nghĩ tới ngươi lại là Tần Lão Sư như vậy. Tần Diệp ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Cậu có ý gì? Hi hi, em đừng căng thẳng, anh chỉ không ngờ thầy dạy kèm lại là một ngôi sao lớn. Triệu Linh Dĩnh một bộ nhìn thấu bộ dáng Tần Diệp. Thì ra là như vậy. Tần Diệp lơ đến nói. Còn sớm lắm, Tiểu Dĩnh, em đừng tưởng vỗ mông ngựa là có thể lười biếng. Triệu Linh Dĩnh hết chỗ nói. Ai vuốt mông ngựa anh? Em nói cho anh biết, nếu để cho ba em biết anh là ngôi sao, nhất định phải đuổi anh ra ngoài, hư hư. Tần Diệp có chút mơ hồ. Vì sao? Muốn biết không? Vậy em hát một bài cho anh nghe, anh sẽ nói cho em biết. Triệu Linh Dĩnh cười nói. Tần Diệp thở dài một tiếng, nói. Ngươi A, à, hẳn là hảo hảo cảm tạ thời đại này. Cô gái vẽ mặt dấu chấm hỏi nhìn Tần Diệp. Nếu ở niên đại của chúng ta, đã sớm dậy roi lên người rồi. Ngươi gia hỏa này, ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu nha, trả lại ngươi cái kia niên đại, lại nói, ta như vậy đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp ai cam lòng đánh ta. Triệu Linh Dĩnh không phục nói. Tần Diệp cũng mặc kệ cô, trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi bài tập tăng gấp bội. Về phần cô gái nhỏ này trong miệng cha hắn sau khi biết muốn đuổi hắn ra ngoài, hắn cũng không phải rất để ý. Bây giờ ghét ngôi sao nhiều hơn, bố cô tính là ai? Phòng thu âm. Sau khi ông chủ bận rộn xong, lại cầm lấy điện thoại di động, nghe tới thiếu niên hoa hạ thuyết. Tiếng hát chấn động kia kích thích hắn thật sâu. Để cho hắn khiếp sợ nhất, chính là ca khúc này người sáng tác, chính là lúc trước tới hắn nơi này điên khúc học sinh nghèo. Mấy ngày nay bài hát này bùng nổ trên mạng, anh cũng bất ngờ lướt được video, lúc ấy đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cẩn thận hồi tưởng một chút, âm nhạc chấn động này không phải xuất phát từ phòng thu âm nhà mình sao? Lúc ấy anh đã cảm thấy biên khúc này vô cùng tuyệt vời, không nghĩ tới ca từ cộng thêm biểu diễn càng thêm biến thái. Ông chủ, đã lâu không gặp. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Lão bản ngẩng đầu, nhìn thấy tần Diệp vẻ mặt ý cười đi tới nơi này hắn vui vẻ tiểu huynh đệ ha ha ngươi quả nhiên lại tới nữa tới ngồi đi ông chủ nhiệt tình chào hỏi tần diệp cảm ơn ông chủ lần này lại làm phiền ông rồi lão bản vội vàng xua tay nói không phiền toái tiểu huynh đệ sau này chỉ cần ngươi tới chỗ ta biên khúc giá cả đều hai nghìn tệ nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề tần diệp không nghĩ tới lần này ông chủ hào phóng như vậy phải biết rằng mấy ngày hôm trước trả giá tần dịp nhưng là nhõng nhẽo cứng trắng thật lâu. Ngươi nói đi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi phía sau rốt cuộc có hay không đoàn đội, ngươi cái này sinh viên thân phận, có phải hay không công ty ngươi cho ngươi định người thiết lập. Ông chủ hỏi một câu hỏi đã làm phiền anh rất lâu. Đương nhiên không có, ta nói thật với ngươi đi, ta chính là đồ tiện nghi mới đến ngươi nơi này đến biên khúc, ta muốn có đoàn đội, làm sao có thể lại đây? tần diệp cười nói ông chủ lúng túng hình như đúng là như vậy miếu nhỏ của mình rất khó tới bồ tát lớn vẫn còn hiện tại hình như có một người đang ở trước mắt tần diệp nếu như có thể vẫn bảo trì như vậy tiêu chuẩn về sau nhất định là giới âm nhạc siêu cấp siêu sao chính mình cửa hàng nhỏ này không phải theo cất cánh ha ha đến đây chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi ông chủ có vẻ còn cấp bách hơn cả tần diệp cứ như vậy mang theo tần diệp đến biên khúc gian phòng cơ bản đều là hắn từ bên cạnh phụ tá tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta hoa hạ truyền thống nhạc cụ như vậy tình hữu độc chung hy vọng ngươi có thể đem cổ phong âm nhạc phát dương quan đại đi tần diệp cười gật đầu trải qua những ngày này hắn cũng triệt để biết thế giới này âm nhạc hiện trạng lưu hành như cũ là chủ đạo ở trong loại lớn này tình ca càng là chiếm cứ địa vị thống trị cái này cùng kiếp trước kỳ thật kém không nhiều lắm. Khác nhau chính là, kiếp trước trải qua nhiều thế hệ người cố gắng, cộng thêm một ít thiên vương xuất hiện, thành công mang lửa cổ phong ca khúc. Cũng diễn hóa ra âm nhạc phong cách cổ xưa, nhưng lại có sự khác biệt nhất định, thịnh hành cả nước. Mà hiện nay trên thế giới này âm nhạc cổ phong còn tương đối truyền thống, độ phổ biến không cao. Nhạc cụ chủ lưu trên thị trường phổ biến đều là nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, tỳ bà, nhị hồ v v rất ít khi dùng đến tất nhiên có những nghệ sĩ lớn của loại nhạc cụ truyền thống này bất quá bọn họ nghiêm khắc mà nói người không thuộc về giới ca hát sáng tác ca khúc phần lớn là nghệ thuật có thừa lưu hành không đủ âm nhạc thuần khiết giống như tần diệp dùng một lượng lớn nhạc cụ truyền thống trong ca khúc vẫn tương đối hiếm thấy cứ như vậy qua vài ngày giai đoạn đầu tiên của toàn dân âm nhạc nhân đã đến ba kỳ đầu kỳ thật rất giống với tuyển chọn. Khác biệt duy nhất chính là tuyển chọn chỉ có qua cùng bất quá, mà nơi này sẽ có giáo sư đưa ra bình cấp bậc. Thầy hướng dẫn có thể cho tuyển thủ ba loại xếp hạng, từ thấp đến cao theo thứ tự là cấp B, cấp A, cấp S, người lấy cao nhất. Ví dụ như ba đạo sư cho cấp B, một vị đạo sư cho cấp S, vậy học viên chính là tuyển thủ cấp S. Nếu như bốn giáo sư đều không muốn đưa ra xếp hạng thị trường, vậy tuyển thủ này sẽ bị loại. Hậu trường Một đống tuyển thủ tụ tập ở đây, trong đó rất nhiều người sẽ không ra sân trong kỳ này. Bất quá, bọn họ cần ở chỗ này phối hợp ghi âm. Còn chưa chính thức bắt đầu, một số người top 5 top 3 tụ tập ở chỗ này nói chuyện trên trời dưới đất, hình thành các loại vòng tròn. Tần dịp cũng sớm đến nơi này, bên cạnh hắn lại rất ít người. Mọi người nhìn thần sắc của hắn có chút cổ quái. Đây chính là sinh viên tài cao của Tân Đại sao? Chỗ chúng ta nổi tiếng nhất chính là anh ta sao? Không biết là công ty nào thủ bút, người này thiết lập được phi thường thành công a. À? Nghe nói người ta là Tân Đại tài tử nghiêm túc, còn chưa tốt nghiệp đâu. Quỷ mới biết, cho dù là Tân Đại thì thế nào, sẽ không cho người khác sau lưng có đoàn đội. Không đoàn đội có thể thành công như vậy. Bài hát kia có thể hot như vậy. Hơn nữa, cậu cảm thấy bài hát kia là một người học văn học có thể viết ra. Có vài người nhỏ dòng nghị luận, miệng đầy ghen tuông. Bất kể là tần diệp thân phận, hay là hắn lấy được thành tựu, đều đủ để cho những này người cạnh tranh dùng sâu nhất ác ý đo lường hắn. Tần diệp cảm nhận được các loại ánh mắt, cũng không thèm để ý, ngoại trừ thỉnh thoảng mấy người chủ động hỏi thăm mình, hắn không chuẩn bị đi phát triển vòng luẩn quẩn. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Vào lúc này một giọng nói êm tai vang lên chào bạn học tôi tên là tôi linh vận rất vui được biết bạn tần dịp ngẩng đầu nhìn lên đây không phải là nữ sinh ngày đó gặp phải sao